Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc tràn đầy năng lượng. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật người khói Smoker trong Vua Hải Tặc One Piece cho các bạn xem nhé. Một số thông tin về nhân vật thì Smoker hay còn được biết đến với biệt danh Thợ Săn Trắng, là một sĩ quan thủy quân lục chiến và là chỉ huy của căn cứ thủy quân lục chiến Z5. Ở trước Time Skip thì việc truy bắt Luffy đối với anh là việc dễ dàng. Nếu như Kulu không bật Haki triệu hồi ra phả con ông cháu cha ngay mấy cái lúc quan trọng thì có lẽ giờ này Lù đang phải bốc lịch ở Impel Down rồi cũng nên. Kiểu tóc Under cất cùng với vết sẹo từ trên trán kéo dài xuống dưới mắt làm tăng độ ngầu lòi cho Smoker sau Time Skip. Tuy nhiên đời không như là mơ, việc truy bắt Luffy đối với Thợ Săn Trắng còn khó hơn cả việc bỏ thuốc nữa. Còn về tính cách, tuy Smoker có vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. À nhầm, nhưng sâu bên trong anh luôn quan tâm và âm thầm bảo vệ những thuộc cấp và mọi người xung quanh. Ok, đó là một số thông tin về nhân vật Smoker, còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Thank you.
Như mọi khi, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành tặng mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ ý kiến hay đóng góp nào, có thể cho mình biết bằng cách bình luận phía dưới để mình cải thiện bản thân tốt hơn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.